Ở clip trước thì em đã có một clip nói về cái vấn đề về khui và giải thích cho các bác qua về vấn đề là cái máy hàn nhiệt lướt nó như nào và đóng được đóng hộp hộp như nào, vì sao giá nó cao hơn và cái chất lượng của nó cao hơn so với các cái hàng hàng nhật bãi đây nha các bạn nhé. Đấy thì nó được đóng gói rất là kỹ, xốp này các bạn, đóng một con rất là nhiều xốp và thùng đó, là thùng rất là nhiều xốp. Thế thì hôm nay em sẽ giới thiệu một con nhật lướt mà em vừa bóc xong. Thực ra là nãy quay thì nó không được thực tế, thì bây giờ mọi người nhìn nhé, mình giới thiệu luôn cái con máy này nhé. Đó thì bây giờ các mọi người nhìn, máy thì nó là gần như là mới, mình chưa lau dọn một cái gì nhé, chưa động chạm một cái gì luôn mọi người nhé. Đó, đây là con Panacong VCXL70 đó, đây là màng của nó mọi người nhé, đây là màng zin này, một bộ màng zin rất có giá trị, rất là nhiều người không hiểu về giá trị màng zin. Màng zin thì nó rất là giá trị luôn. Đấy, thì đây mọi người nhé, đây là máy mình đang quay thực tế này. Nó sáng, nó gần như mới luôn, nó không có một cái xước nào cả. Đấy, thì đấy nó gọi là hàng nhiệt lướt. Vì sao cái giá trị hàng nhiệt lướt nó khác cái giá trị của cái hàng nhiệt bãi nó ở chỗ đấy? Tại vì sao cái hàng của hàng nhiệt lướt ấy được đóng gói rất là kỹ. Đó. Và cái đầu vào của nó cũng sẽ khác. Nhé, mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ sâu một con máy này. Thì tí mình sẽ bóc hết và mình sẽ sâu dần dần. Đại khái là mình sâu trước một con như này mọi người nhé. Thì máy rất là đẹp luôn. Thì mọi người ai có nhu cầu về những con máy này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình để xem hàng, địa chỉ ở trên clip mình đang quay mọi người nhé. Đấy, con máy rất là đẹp luôn. Và trong này còn 6 con nữa. Đó.